Bước vào giải đấu EACC mùa xuân 2023, khu vực Việt Nam đã bắt đầu được chú ý nhiều hơn sau những thành công mà chúng ta đạt được tại kỳ FACC năm ngoái. Và nhà đương kim vô địch ProGamer đã thể hiện đúng với kỳ vọng của một đội hạt giống trong giải đấu lần này sau chiến thắng mở màn đầy thuyết phục trước Man City Esports. Messi. Đây rồi, Gullit goal! Các chàng trai Việt Nam thừa thắng xông lên để đánh phủ đầu KT trong trận chung kết nhánh thắng và đã bỏ túi được trước 2 game đấu và có tới 3 match point trong tay. Tuy nhiên, chớ trêu thay, đây lại là sự khởi đầu của một màn comeback vô cùng bất ngờ và diễn viên chính ở đây là Kim Jung Min. Cũng phải nói rằng trong lần đầu ra mắt khán giả tại EACC 2023, đối thủ của Jung Min là thần đồng Thái Lan Giáp Giáp và Jung Min đã làm bất ngờ toàn bộ giới chuyên môn khi thi đấu bằng tất cả những sự hài hước mà anh ta có. Và cũng chính vì điều đó mà có lẽ không ai có thể tưởng tượng được bước ngoặt trong trận đấu với ProGamer. Trong video này, mình sẽ phân tích cho anh em thấy được sự lợi hại của Kim Jung Min đã cứu cho KT roster trở về từ cõi chết như thế nào. Được giao bóng trước, Jung Min rất tự tin cố gắng để tận dụng tình huống kick-off, ngay lập tức để cho Pele Icon chạy lên đứng sẵn trước vòng cấm của chú bé. Lúc này chú bé vẫn chưa nóng máy và đã bật full pressing. Sau một vài tình huống truyền qua lại, Jung Min nhận ra zone 14 của đối phương khá trống trải, cộng với vị trí đang dâng cao còn hàng Cancelo, ngay lập tức có một pha phối hợp điền vào chỗ trống. Ở ngay khoảnh khắc này, thay vì đổi trỏ, chú bé nên kích hoạt bẫy việt vị để loại bỏ hoàn toàn tiền đạo của Kim Jung Min. Nhưng mình đã nói ở trên, việc Jung Min nhập cuộc khá nhanh khiến chú bé chưa kịp nóng máy dẫn đến việc đọc sai tình huống. Anh nhanh chóng bướm bóng cho Pele đang đứng chờ sẵn và thoát xuống. Chỉ có may mắn mới cứu cho chú bé không vỡ trận quá sớm khi đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 3. Tình huống ở phút 11, Kim Jung Min tỏ ra rất nhanh tay nhanh mắt trong khâu phòng ngự. Như trong tình huống này, khi bị phản công, anh bình tĩnh gọi quy để áp sát đồng đội, đồng thời cầm trỏ để đắp vào các khoảng trống mà chú bé có thể truyền vào, chứ không dùng quy để double team, vì vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Kim Jung Min gọi quy liên tục nhưng không bỏ vị trí, đồng thời chuyển trỏ qua những người gọi quy, liên tục đọc vị và chắn tất cả các đường passing lane của đối thủ trước khi ập vào. Và gameplay phòng ngự ở thời điểm hiện tại đã giảm đi sức mạnh của việc đè xe khá nhiều, dẫn đến những pha tì đè chống lưng không còn hiệu quả. Chú bé mất bóng và Jung Min ngay lập tức thay đổi trạng thái tấn công. Đến thời điểm này thì có lẽ tất cả những thành viên bên phía ProGamer cũng như toàn bộ khán giả và các bình luận viên đã nhận ra đây là giây phút mà một huyền thoại của dòng game FIFA Online đã trở lại. Phút 66, chúng ta có thể thấy rằng Kim Jung Min đã có sự chuẩn bị khá kỹ để đối phó với bẫy biệt vị. Anh gần như không sử dụng chọc khe để châm bóng cho tiền đạo mà đa phần là những tình huống đập nhà cho ST rồi truyền ngược về để làm mất nhịp của các hậu vệ. Cách chơi này sẽ hạn chế bớt tính đột biến nhưng bù lại thì giúp kiểm soát thế trận tốt hơn thay vì cứ chọc khe trực diện và bị các CB đấm cho SML và mất bóng. Và nếu như xem trận đấu này, chúng ta sẽ thấy kỹ năng đảo cánh của Kim Jung Min là thực sự lợi hại. Chỉ 1-2 đường bóng và sau đó châm A về cánh còn lại thì Kim Jung Min đã thoát pressing một cách đơn giản. Và đây cũng là một trong những trích để các bạn có thể thoát những tình huống bẫy biệt vị liên tục đến từ hàng phòng ngự đối phương. Xem giải đấu và hoàn toàn có thể học hỏi chính là như vậy. Những tình huống diễn ra ở phút 44 và 76 trong trận đấu này là một lối chơi vô cùng kỷ luật. Những tình huống rào bóng bằng C của Jung Min cũng trở nên dễ dàng hơn, đồng thời kiểm soát gần như tất cả những khu vực mà chú bé có thể tung ra những đường chuyền key pass. Các đường tấn công của chú bé cũng vì vậy mà bị thiếu sự sáng tạo, khiến cho tuyển thủ này chỉ có thể cầm bóng trước vòng cấm mà không tìm được cách để uy hiếp khung thành của Jung Min. Với tiền đề là kỹ năng phòng ngự và đọc bài quá đỉnh cao, thì chỉ cần một sơ hở duy nhất của chú bé, Jung Min đã trừng phạt đối thủ bằng một pha phản công rất nhanh, đơn giản nhưng sắc nét. Anh cứu được match point đầu tiên cho KT roster. Trong trận đấu tiếp theo, rõ ràng KT biết chắc chắn rằng Djokovic sẽ là người đá thứ tư của ProGamer và Kim Jung Min tự tin sẽ đá trận này để cho Kiwak có thể đá trận cuối cùng. Và chúng ta cũng thấy rằng sau khi đánh bại chú bé của Việt Nam, Jung Min hoàn toàn tự tin đối đầu Djokovic. Và trong trận đấu này, Djokovic đã không tận dụng được tình huống kick off, anh để thua một quả pen khá lóng ngóng và sau đó tiếp tục không tận dụng được kick off lần hai. Ở phút 29 và 43, rõ ràng Jung Min biết rằng với một đội tuyển có lối chơi bùng nổ như ProGamer và có khả năng sút xa rất tốt, một phần nữa là gameplay của phiên bản thi đấu sẽ khác so với những phiên bản thương mại. Ở đây chúng ta sẽ khó có thể tung ra những pha dứt điểm từ xa và ZD ngoạn mục như ở các server thương mại mà anh em Việt Nam chúng ta đang chơi. Thế mạnh đến từ những pha dứt điểm từ xa của ProGamer gần như đã bị bẻ gãy và Kim Jung Min chỉ việc giữ cự ly đội hình cũng đã khiến cho Djokovic bó tay trong phần lớn thời gian của game 4, cũng giống như những gì mà chú bé đã phải trải qua. Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, áp lực buộc phải ghi bàn khiến Djokovic bắt đầu mắc nhiều những sai lầm trong khoảng thời gian nửa cuối hiệp 2 và rồi điều gì đến cũng phải đến. Trong một thao tác chuyển sơ đồ sang 3-4-3, Djokovic đã tự để mất bóng và khiến đội hình ngay lập tức bị vỡ vụn. Các hậu vệ hoàn toàn lạc lối và để cho ma thú cùng Gullit bên kia tìm thấy nhau, Jung Min tăng cách biệt lên 2 bàn.
Ở phút 64 và 84, bế tắc chính là cụm từ có thể diễn tả sự tuyệt vọng của Pogamer trước một Jungmin chơi quá kín kẽ và không có bất kỳ sai sót nào trong khâu phòng ngự. Thời gian cứ như vậy trôi cho đến hết giờ, Jungmin hoàn tất nhiệm vụ giải cứu KT để nhường lại đòn kết liễu cho Kiwak, người mà ngay sau đó đã phục thù thành công trước Lieta và đẩy Pogamer xuống chung kết nhánh thua. Ở tình thế bị rơi xuống chung kết nhánh thua, về lý thuyết mà nói thì cũng không phải là thảm họa đối với Pogamer. Họ vẫn còn là một đội tuyển rất mạnh và sở hữu những nhân tố có lối chơi giàu năng lượng cũng như vô cùng bùng nổ. Tuy nhiên, điều mà Pogamer cần phải cải thiện ngay lúc này đó là khả năng đọc thế trận cũng như cải thiện thêm về lối chơi kiểm soát, vì KT chính là bài học xương máu của họ. Thậm chí nếu nhắc đến lối chơi tốc độ, Faker sẽ là một đối thủ xương sầu hơn rất nhiều. Đại diện đến từ Thái Lan đã cho thấy rằng họ nguy hiểm như thế nào với một lối đá đậm chất speedrun cùng với những pha bóng phối hợp vô cùng chóng mặt, mà một đội tuyển khác của Việt Nam là Team Thom chính là nạn nhân. Ngày thi đấu cuối cùng của EACC Spring 2023 sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều này và hãy cùng những người Việt Nam ủng hộ cho Pogamer. Đối thủ của Pogamer có thể là Crazy Win hoặc Man City Esports, đội bóng đã từng để chúng ta đánh bại. Cùng chúc cho Pogamer sẽ có một ngày thi đấu tốt, leo lại từ nhánh thua và phục thù KT thành công trong trận chung kết.